thật. Không biết bao giờ em mới có tiền để mua cái túi hàng hiệu này. Ngày đấy thì hơi xa, nhưng mà chị có cách tiếp thêm động lực để Nana sớm mua cái túi hàng hiệu. Cách nào hả chị? Cho Nana một liều thuốc ngủ, ngủ phát mơ ngày nào cũng xách túi hàng hiệu xanh điệu ăn chơi. Nhưng mà chỉ là trong mơ thôi. Xem nào. Giời ơi, có mấy cái túi vơ vẩn mà cứ loạn hết kìa lên. Mai tôi mua cho một lô, dùng cả năm không mục. Ông bị dở hơi à? Phải là túi hàng hiệu ấy, thì người bình thường khoác lên nó cũng sẽ khác thường được chứ. Này, mẹ tôi cũng có mấy cái túi đẹp lắm. Tính ra mới mua được khoảng 6-7 năm thôi. Bà thích thì hôm nào tôi bảo mẹ tôi tặng cho bà một cái. Ý ông mà tôi già ngang mẹ ông à? Vơ vẩn. Lát nữa có cô nào đến tìm anh ấy thì bảo là anh đi vắng. À mà thôi, bảo anh đi công tác ở tận Cà Mau mấy tuần mới về nhá. Đại ca lại gây án xong rồi bỏ chạy gì? Không được đâu, suốt ngày lướng gánh nhà người ta xong rồi bắt bọn em chịu trận, còn lâu ấy. Án đâu ra mà gây, anh đang chủ án không được cái này. Đại ca, có phải cái em xinh xinh chảnh điệu mà tối hôm nọ đại ca đưa chơi không? Em thấy em ấy được mà. Cậu thích à? Tôi nhường cậu luôn. Ơ, nhường cho ông Phan làm gì nó phí ra. Em cậu nào cũng được, tóm lại thì cô ấy đến. Cậu nào thích mà nhích được thì cứ nhích nhá, tôi cũng chịu rồi. Thế lý do vì sao ạ? Hay là đại ca lại rơi vào cái trường hợp mà nắm tay nắm chân dẫn tới hôn nhân? Được như em nói đã tốt. Đằng này á, nắm tay nắm chân lại tiến tới túi hiệu. Hồi trước cô ta dẫn anh vào Tràng Tiền đi xem một cái gian hàng túi, anh định mua tặng nàng một cái để thể hiện phong cách đàn ông. Ai ngờ hỏi ra mới biết cái túi hơn 40 triệu đồng. Ôi dồi ôi, mối tình chưa đâu vào với đâu cả. Mà kể cả là vợ của anh, sau này anh cũng không bao giờ cho dùng cái túi đắt tiền như thế. Chẳng qua là bây giờ anh chưa có tiền thôi, chứ sau này anh có tiền á, anh cũng không mua. Đấy, giờ cậu nào thích ý thì nhảy vào mà sao mà đâu. Anh chịu rồi, anh không phải đầu bếp. Ê, túi hiệu sành điệu này thôi ông hưởng cả. Xin người, tôi đào ra 40 triệu để mà mua. Mà không hiểu, mấy cái em chị giá 40 triệu có xinh nhỉ? Tôi chết, cô ấy đến đấy, cứu anh nhá. Chào các em, chị là Huyền Anh, bạn của anh Quyết. Anh Quyết bảo chị đến công ty đợi anh ấy. À vâng, em mời chị vào đây ạ. Làm việc đi. Chị đợi anh Quyết một chút. Ý, việc thì bọn em làm lúc nào chả được. À, chị chính là con gà mới của đại ca đúng không? Bạn em nhầm. Em nhầm, đúng rồi. Chị chính là con cáo, con nọ rất đại ca vào Tràng Tiền xong anh rồi. Anh Kim. Chị ơi, chị thông cảm. Thỉnh thoảng bạn em máu lên não hơi chậm mà. Chị đi. 40 triệu mà thế kia rồi lại làm gì? Chị đợi anh Quyết kể nhiều với mọi người. À, thấy công ty mình bé bé mà nhiều chuyện vui. Chuyện gì hả chị? Đại ca có bảo là Nana công chúa là xinh nhất công ty không ạ? Có. Mà bạn này là phù thủy à? Vâng, em Kiều Linh xinh đẹp nhất đời đấy ạ. Thế anh Quyết bảo bạn 2 tuần mới gội đầu một lần à? Quả này về chị cho lão chết. À, để em mời nước chị. Chị ơi, đại ca nói điều đấy chị ạ. Một tuần thôi. Ui, ui, ôi em xin lỗi chị, em vô ý quá. Không sao đâu, túi hàng hiệu mà, nước vào ăn nhầm gì. Ủa, túi đẹp thật đấy. Chị mua ở đâu đấy hả chị? Chị xách từ bên nước ngoài về. Thích thật, không biết bao nhiêu tiền chị nhở? Các em mới đi làm không đủ tiền mua đâu. Giá ở trên trời cơ, chị nói ra sợ các em ngất mất. Chị cứ nói đi. Em ở gần đại ca, luyện được cái tinh thần thép rồi, không sao đâu. Bao nhiêu hả chị? Đói quá đi, mất quá, có gì ăn không? Cái gì đằng sau này? Có bánh này! Không biết để từ bao giờ. Ôi, nhưng mà Nana ăn. Trên mặt em có cái gì kìa? Cái gì ạ? Anh lấy hộ em. Ôi, cái này này! Anh ta dừng lại trả em! Thôi! Tập thể dục buổi trưa đấy à? Ông buồn cười nhờ? Bắt nạt trẻ con nó ị mặt đấy. Bà ơi! Chả hiểu sao tôi cướp đồ ăn trên tay người khác, ăn lại thấy ngon miệng rồi ạ. Bây giờ có cho là em á, em cũng không thèm. Em xuống căng tin em ăn pizza ngon hơn. Ôi này, từ từ. Đi ăn ấy là phải có đồng bọn chứ. Đây, anh cho em nửa cái bánh. Rồi anh em mình cùng ăn pizza nhé. Kiều Linh, đi ăn không? Không, tôi chả đi đâu, mọi người cứ đi tự nhiên đi. Từ nay ý, Kiều Linh sẽ ăn tại gia. Mà ăn tại gia tức là ăn tại đây. Bye bye. Uầy, cặp lồng cơm á. Từ nay trở đi chị không xuống căng tin ăn với bọn em nữa hả? Chuẩn. Thế có nghĩa là từ bây giờ là cứ buổi trưa bà sẽ không hót cái câu trưa nay ăn gì nữa. Chính xác. Tôi đang tiết kiệm để tháng tới. Mục tiêu của tôi ấy là mua được em túi hàng hiệu 10 triệu. 10 triệu. Nếu như tôi cắt giảm cái chi tiêu đến mức tối thiểu
thì em túi xinh lung linh sẽ thuộc về Kiều Linh. Bà điên à? Bỏ một đống tiền ra mua cái túi. Dở hơi. Dở hơi mặc xác tôi. Một khi Kiều Linh đã thích ý, thì không. Này bà con ơi, cho tôi mượn cái xe. Xe tôi vừa bị thủng xăm đang sửa ở dưới cửa. Nhanh lên, tôi vội quá. Hôm nay bố em đưa em đến ạ. Còn tôi thì gái chờ đi làm. Tôi sẽ trao cho ông cái cơ hội được đi xe bốn bánh của nhà nước. Đưa ông đi đến nơi, đưa ông về đúng chỗ luôn. Ồ, sao lại xe buýt? Xe buýt? Thế sao? Tuần nay tôi đi xe buýt, tiết kiệm được ối tiền xăng đấy. Né em ơi, thôi, vì cái túi hàng hiệu, chị em mình cùng cố gắng nhé. Ôi dồi ôi, thơm mà ngọt. Hình như ngọt còn hơi khé khé, có khi phải cho thêm nước ấy chứ. Hòa hoa ông ơi. Ô, ông ơi, nhìn cảnh tượng kia tôi lại liên tưởng cái câu chuyện con cáo với chùm nho không ạ? Này Kiều Linh, thèm không? Gọi tôi chú ấy, tôi cho hút hơi. Gọi tôi là cụ ấy, tôi cho nửa cốc luôn. Không cần, tôi có nước nho ép ngon hơn nhiều. Nước nho? Này, mắt bà bị đục à? Cốc nước lọc trong vắt thế kia lại bảo nước nho. Ngáo cái gì mà ngáo? Một khi đã thích ý, thì uống nước lọc rồi nhìn nho giả cũng thành nho ép hảo hạng. Chị Kiều Linh, chị cần thiết phải khổ thế không ạ? Chị chả thấy khổ gì cả. Có túi đẹp ý là phải đẹp bẹp cái ham muốn tức thời. Chị chịu được, có sao đâu. Em... Anh Phan, không biết cách của anh có hiệu quả không nhỉ? Bà Kiều Linh mà bỏ qua đống đồ ăn này, anh đi đầu nước luôn. Kiều Linh mà chê ăn thì hóa ra là lợn chê cám. Chính vì vậy, bây giờ nên dụ bài ăn, để bài phải chia tiền. May ra mới bỏ được cái thói nhịn ăn để mua mấy cái thứ vớ vẩn. Lần trước á, chị còn hóp cả bụng lại để mà xúc luôn cái đôi guốc giống chị hàng xóm cơ mà. Đấy, thấy ai có cái gì mới là đú đẩn mua theo ngay. Con gái đúng là rắc rối thật. Nana đừng thế nhá, hôm nào để anh xin mẹ anh cái túi cũ cho em. Thôi, em không có nhu cầu. Nana đừng thế nhá, hôm nào để mẹ anh... Thôi, em không có nhu cầu. Đừng thế nhá, hôm nào để mẹ xin. Xa đê, xa đê. Chị Kiều Linh, chị bị làm sao đấy? Đau bụng à? Chị đói quá. Bà biết kêu đói đúng lúc thế. Bọn tôi vô bao đồ này, ra ăn luôn. Yêu thế. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi còn chia tiền. Tiền à? Thôi không ăn nữa. Ơi, ăn đi. Tiền bà không để ăn cho sướng mồm thì bà để làm gì? Không. Ôi giời. Oh my god. Toàn hot boy hot girl ngoài kia. Trời ơi, sao mình nhiều thế? Đâu 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 đâu. Có mỗi girl đâu. Có gì? Ăn thì có ai à? Đúng rồi, ăn thì có gì đâu. Mất một cái bánh rồi. Này cái bà kia, bà định giở trò để ăn trộm bọn tôi một cái bánh nhá. Bà đừng có mà ăn không ăn hỏng bọn này nhá, không được đâu. Nhảy vào bụng tôi mà đòi này. Mà được lắm, thích chết không? Hả? Thích chết. Nhảy vào bụng luôn, làm sao? Không, làm sao? Này. Sống chết gì đấy hả? Mà tan sở rồi mới được chưa về à? Chăm chỉ như thế là tốt. Như thế mới gọi là đàn em của Quất đại ca này chứ. Đi trà đá đi. Đi. Em không đi đâu. Trà đá 3.000 một cốc mà bình thường em uống phải 3 cốc. Xúc bên miệng một phát, xúc bên trái một phát, xúc bên phải một phát, xúc trong họng một phát. Vị chi là 9.000 một lần uống. Thôi, cắt giảm không uống. Đáng bao nhiêu mà cắt giảm? Đáng bao nhiêu? 9.000 mà nhân với 10 lần uống là 90.000 rồi còn gì. Bà chắc phải tiết kiệm chục năm mới đủ tiền mua túi 10 triệu. Này. Thế chuyện này là sao đấy? Anh nghe chả hiểu gì cả. Thế không biết trà đá à? Thế đi ăn cháo sườn nhá. Nhắc đến cháo sườn mà nhớ, lâu lắm anh không ăn bánh mì rồi. Đi đi. Anh Cao. Đi. Em không đi đâu. Nhưng mà đại ca cho em xin cái tiền phần của em, em mang về ăn cơm với mẹ. Kiều Linh bị làm sao đấy? Thắt lưng buộc bụng. Mà đại ca định khao bọn em thật à? Anh Khao mà. Tiền bánh mì vẫn Campuchia. Còn anh Khao ấy, anh Khao cái này này. Đấy, mỗi đứa một cái, cầm lấy. Sướng chưa? Ăn xong kiểu gì nhỉ, gắt răng. Có tâm xỉa răng luôn, sướng thế gì. Đi. Đi. Bảy triệu. 8 triệu. Đếm đi đếm lại mà vẫn chỉ được có 8 triệu. Vậy là còn thiếu 2 triệu. Đau thật. Ui, mới có một ngày mà chị đã xoay được 8 triệu rồi á. Chị đi vay nặng lãi à? Vay nặng lãi cái con khỉ ấy. 5 triệu ấy
là tiền lương của chị tháng sau. Mà chị chưa lĩnh lương thì chị ứng tiền của chỗ mẹ chị, xong rồi mẹ chị sẽ lĩnh tiền của chị. Vẫn là tiền của chị chứ không phải là tiền của mẹ chị đâu, đúng không? Còn 3 triệu ấy thì chị gọi 3 con bạn của chị đến. Chị bảo, mày, mặt tao có lấy được chồng không? Tất nhiên là có rồi ạ. Lấy được chồng thì phải làm cỗ đúng không? Mà làm cỗ, muốn ăn thì phải mang theo cái gì? Muốn ăn thì phải có phong bì. Mà trong phong bì thì có cái gì? Có tiền. Đấy, thế là mỗi đứa đưa đây 1 triệu, coi như là mày đi ăn cưới của tao rồi. Mà trong trường hợp ý, tao không cưới được chồng thì tao trả lại cho. Có ăn quỵt bọn nó đâu mà lo, đúng không? Nhưng mà tất cả khoản tiền chị đều dùng để mua túi hết rồi. Thế tháng sau chị ăn bằng gì ạ? Ô, hai cái cô này, tháng sau ăn bằng cái gì thì để tháng sau tính. Cớ gì mà tháng này chị phải lo. Với lại cùng lắm thì chị đi ăn trầu ăn trực, đằng nào mà chờ được bát cơm. Này, sau này chị thất nghiệp ý, cần cầm cái nón đi ra ngoài đường xin, có khi lại thành đại gia ấy chứ. Sinh như Kiều Linh ấy thì lo gì không có người cho. À Nana, có phải em cầm quỹ phòng không? Dạ vâng, lúc nào chả cầm ạ? Em cầm tiền là hay mất lắm đấy, để linh ta linh tinh. Chị cái gì? Em là người cẩn thận nhất trong cái nhóm 5S này nên mới được cầm quỹ phòng chứ. Tiền là đi liền với khúc ruột. Lúc nào em cũng cất trong sách đây này. Đâu? Đây, vẫn đủ 2 triệu luôn. Thưa chị. Sao chị lại lấy của em? Chị có lấy của em đâu. Cái tiền này là chị cầm hộ cho em. Em cầm thế nào nó cũng mất. Chị lấy cái tiền này chị đi mua cái túi, xong rồi ví dụ phòng mình cần tiền gì chị lại trả cho em. Có mất đâu, có lấy đâu, đúng không? Công nhận, an toàn hơn hẳn. Em cứ lúc quên lúc nhớ. Rõ ràng tiền vào trong túi chị không bao giờ mất được. Thông minh quá cơ. Bye bye. Thông minh quá cơ. Ô, tiền lương chị cũng ứng trước rồi, tiền cưới chị cũng lấy trước rồi. Thế chị lấy tiền gì để bù vào tiền quỹ à? Chị Công Linh. Nana, tiền quỹ phòng đâu? Có việc cần phải chi tiêu bây giờ. Tại lúc nãy em vừa đưa chị Kiều Linh hết rồi ạ. Cái gì? Em đưa cho bà ta làm gì? Sao lại giao chứng cho ác như thế? Vì chị bảo là cứ đưa chị vay xong rồi tháng sau chị nhận luôn chị trả. Ôi dồi, kiểu gì bà ấy cũng mang đi một túi cho mà xem. Phải tìm cách đòi lại mới được, đúng không? Ô, chị à, em Kiều Linh xinh đẹp nhất đời đây. Vâng, em có đủ tiền rồi. Chị mang ngay túi cho em đến văn phòng 5S Online nhá. Sao cơ? Chị khinh em à? 10 triệu chứ 13 triệu cũng ok luôn. Em có 6 con bạn, mà em mới chỉ lấy tiền được 3 con thôi. Còn 3 con nó chưa mừng cưới cơ mà. Chị không hiểu á? Em cần gì chị phải hiểu đâu. Thế nhá. Chị Kiều Linh kia, tiền quỹ phòng đâu? Ai cho bà lấy quỹ phòng để đi mua túi đấy? Sao chị lại khen em thông minh để lấy tiền của em? Trong khi rõ ràng là em mua cơ mà. Chị thích nói rồi đúng không? Lại cái trò tiêu hết tiền rồi giả vờ ngất đây mà. Trò này xưa rồi, dậy đi. Anh ơi, củ đi. Củ à? Phải dậy ngay này. Ngất thật rồi anh ạ. Ồ, ngất thật à? Thế bây giờ mình phải ngồi đây để đợi bà ấy tỉnh lại rồi đòi tiếp hay như nào? Đi cấp cứu. Chị Linh. Ra ấy, thì cũng tội nghiệp bà ấy. Tích cóp vay mượn các kiểu cho đủ 10 triệu để mua cái túi hiệu, cuối cùng lại phải đổ hết vào đóng viện phí. Đúng là số nhọ. Tiền mất tật mang, bây giờ lại còn đang nợ quỹ phòng 2 triệu nữa chứ. Hay ngồi xem này. Có bài báo viết về những người như chị Kiều Linh, thích dùng hàng hiệu nhưng mà lại không có đủ khả năng để chi trả, đăng trên báo online này. Em cóp luôn bài này rồi đăng lên tường bà Kiều Linh đi. Cho bà ta biết cái thói ăn chơi không phải lối, không có tiền ấy mà cứ thích đòi dùng hàng hiệu. Ok luôn. Ôi, Kiều Linh gọi này. Alo, tôi đây. Cái gì? Bà mời cả nhóm xuống cà phê ăn khao rồi trả tiền quỹ phòng luôn á? Ok, bọn tôi xuống đây. Lạ nhỉ. Đi thôi. Này, bà ơi, sao bà vừa mất 10 triệu tiền viện phí mà vẫn còn đủ tiền để mời bọn tôi ra đây uống cà phê là như nào? Chắc là bà nhận được tiền trong viện đúng không? Sau cái sự việc vừa xảy ra ấy, tôi nhận ra một điều. Mình phải biết mình là hu. Và mình đang ở vị trí huê. Tôi bây giờ không có tiền, cũng không có đủ điều kiện để mà mua sắm hay là hàng hiệu. Thế nên ý, về sau có tiền ý, sẽ mua sau, đúng không? Mấy ngày nằm trong viện, tôi nảy ra một cái ý định. Là mình sẽ viết một cái bài báo để cảnh tỉnh tất cả những bạn trẻ có lối sống giống như tôi. Khuyên họ là nên dừng lại trước khi quá muộn. Ô, có phải là cái bài báo mà em post lên tường của chị không? Ui, bài đấy bà viết á? Chính nó. Chị giỏi đấy à? Này nhá, sau cái bài báo đấy thì bên tòa soạn nói rằng là cái lượng view tăng lên gấp 10 lần. Chính vì thế họ tặng tôi một cái khoản tiền gọi là
cực kỳ lớn để giữ mối quan hệ. Có khi bà vào viện lại hay ấy chứ. Đúng, chất lượng thật. Bài viết của bà đúng là thức tỉnh những tín đồ mê hàng hiệu trở về đúng vị trí của mình. Chuẩn luôn. Nhân đây tôi hứa với tất cả mọi người, từ nay về sau Kiều Linh tôi sẽ nói không với hàng hiệu. Biết cách á, chỉ cần 200.000 thôi là mua được túi vừa ngon vừa rẻ mà lại còn đẹp nữa. Nana, chị trả em tiền quỹ phòng, không thiếu một xu. Chị ơi, chị cho em hỏi, cái đôi guốc của chị là hiệu gì đấy ạ? Hiệu đôi chè em ạ. Có đắt không hả chị? Chị không nhớ, chắc khoảng hơn 1.000 đô. Đẹp thật đấy, đúng là hàng hiệu khác chết. Mình mà đi đôi đấy thì cứ phải biết. Nana, cho chị vay lại tiền phòng nhá. Nhưng mà vẫn chưa đủ tiền, làm nào bây giờ? Mình sẽ vay mẹ. Yeah. Chị ơi, chị ơi. Bà này lại nghĩ mình là hù. Xong rồi lại chạy tớn đi qua. Rồi định làm cái what?